chào mọi người. Khá bởi vì vừa mới ngủ dậy. Bật máy kiểu gì thì lại cam không lên, lại phải tắt đi bật lại. Khổ lắm. Tay anh ôm sương dòng rất đau, đôi vai anh mang nỗi buồn rất lâu, chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn, nước mắt trào biết em giờ ở nơi đâu. Đôi khi cô đơn chào mắc bẩm. Trời đi lại rồi. Bao nhiêu nước mắt để đôi mình yên bên em. Sao bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ngứa gì cánh tay mình đừng buông ra. Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi, người ơi tình ơi, chạy đi. Gian thu con chưa kiếm thấy lá kia sao lòng em vội thay, anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương. Ngày không em lòng anh thừa đông xa bằng nghỉ kiếm cơ mà thế ông mắc bọc gì đấy. Phải làm sao? Chào anh ý vợ thật rồi. Mỗi đêm con đường góc phố. Ôi các vật quá. Nhưng mà làm gì chứ? Đôi khi cô đơn giết anh từng cơn. Em hỡi, bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em. Sao bao lâu quen tối nay mình anh lê bước, anh ngứa gì cánh tay mình đừng buồn xa. Chạy theo em ở nơi trời xa lắm em ơi, người ơi tình ơi, chạy đi đâu để có niềm vui vui cho nỗi buồn. Ơi cái đấy là phải xoay ca đúng không anh? Nghĩa là ví dụ tuần này làm ca đêm và tuần sau phải làm ca ngày đúng không? Nhưng không phải là chuyên đêm không đúng không? Ngày không em lòng anh thừa đông giá băng theo chiều tan màu mưa. Một lần xa vòng tay của em là bao bao lòng. Nhìn vào mắt của em giờ đây
khi anh lệ tuôn thầm thay. Anh rất buồn nhưng không biết phải làm sao. Anh rất buồn không biết phải làm sao, nhưng anh cũng chẳng còn em. Nghe mày buồn quá. Chào mập. Hello mập, sao ngủ muộn thế? Hay là mới dậy? Bài này đang hot hay sao ý nhỉ? Bài này hay mà. Cháu gấu của Huyền. Nếu và chúng anh nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui khi yêu thương ai không phải em. Rồi cười thật tươi khi em mong thấy anh trong tay với một người, lại gần nói đôi câu rồi bước qua nhau dần vô hơi. Nhìn Nhu hôm nào cũng buồn buồn á, mặt Nhu thế đấy, thế làm nào bây giờ? Tại nhìn mắt mình nó buồn đấy, nó cứ buồn buồn đấy, ai vào cũng kêu thế. Rồi phải làm như quên anh không khác, em vẫn có thể sống một mình, thì xin lỗi em không làm được đâu. Vì sao em phải cố gắng và như cách xa anh không phải điều lớn lao. Em muốn được không hoa vàng như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, còn hơn cứ chung ai đó hạnh phúc mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đau. Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu. Hay áp lực chuyện gì à? Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là chả giờ ai tha, chả tha là chuẩn rồi. Ra là chúng áp lực thì nhiều phía, cuộc sống ai thì có nhiều áp lực, chả qua là ai nhiều hơn thôi. Nhìn người ta quan tâm yêu anh, ôi hạnh phúc. Rồi phải làm như quên anh không khác, em vẫn có thể sống một mình. Tháng 14, 12. Đêm mơ này làm gì tình với bọn anh nhá? Đâu có làm ai gì tình đâu, là bị phản bội thôi. Em muốn được không oa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, còn hơn cứ chung ai đó hạnh phúc mà trái tim đau hơn cả ngàn vết đau. Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu. Chị nghe bài đại ca lớp 12A chưa? Chưa. Nhu ở Nhu mùa âm nhạc, nhưng mà nghe nhạc mấy đâu, chứ khi lên sâu ấy, xong rồi bật thì gợi ý ra một cái bài mới nhưng còn nghe rồi, còn bình thường không biết tên bài hát đâu, không nhớ tên bài hát lắm. Em sẽ nhận lấy cất đi để dành cho anh, hình như trong tim anh cũng nhận thấy cái sai không phải điều lớn lao. Chỉ sống như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên, mà khi em vẫn chẳng biết vì sao hạnh phúc rơi nở lòng nào đến sai. Em sẽ nhận lấy cất đi để dành cho anh.
quỷ. Có mình nó hát được. Ok thì em bật bài đấy nhá. Đại ca lông mèo. Chế à? Nam, em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi buồn viết lên đây. Em lúc sáng sớm đã gọi điện cho Nam để xin đi muộn vì việc gia đình. Nhu thử một cái bài cả một trời thương nhớ đó để nghe mấy lần rồi sau xem có biết hát không, còn chả biết bài đấy bài nào luôn. Mấy đâu Hải Trần ai đấy cái anh Hải Trần. Sao mà nó cứ bị ngắt thế này? Sao cháu lại đánh bạn của cháu? Bạn bị sao vậy? Thầy cô đã nhân nhường ngày mai cô đừng đến lớp nữa vì chúng tôi ngắt, không ngắt, ngắt khó chịu quá. Cái thứ hung hăng động tí là lại đánh bạn. Cháu chưa bài bài khác nhá. Đánh bạn mà bạn đã kêu. Cháu xem nó đã làm gì, cháu chả làm gì, thầy cần xác minh. Xác minh cái gì, cậu nhìn mặt nó đi. Têu cả mồm lên thế kia, không
sao ấy. Thôi, ngày mai mời phụ huynh đến giải quyết. Nó cứ bị ngắt thì bật bài khác nữa. Ô hay nhỉ. Thử bật bài khác xem có bị không. Chào Phong. Sẽ lại có chữ màu hồng hồng bên kia. Chữ màu xanh đi, nhớ thích màu xanh. Xanh biển ấy. Cả một trời thương nhớ. Ờ, ngoài là Noel rồi đấy. Chị không béo, chị không béo. Đời lầm lỡ, để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi. Chỉ là nỗi nhớ rồi. Cất lời. Chỉ là những ngôi. Bà già khó tính, mình đáng yêu dễ tính như này rồi. Bà già khó tính. Mặt thì hơi già tí thôi, còn tính hơi bị đáng yêu ấy. Ông ăn mệt quá sâu trong phát ngủ luôn. Không muốn làm gì hết. Cần một người đắm những ngón tay. Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời. Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau xanh bước chung đôi cùng đi. Chắc thằng chơi nick đấy. Nếu mà thằng on thì thằng đã ngồi comment nói chuyện rồi. Gọi phát chị Lô tỉnh ngay. Đang ở bên sau cậu Hồng. Chào Hồng Long, sao biết? Sẽ biết học ở sân ở Trung ương hay là cùng trường? Facebook làm sao thế? Facebook làm sao đâu? À, cậu học khoa nào? Khóa nào? Chắc là khác khoa đúng không? À không, kia có người đang nhìn mình quen thì sao? Cần gì phải qua Facebook? Chả biết hát bài gì, chuyện buồn buồn này chả biết hát bài gì. Chốt chốt. Bật gợi ý cho nhanh đỡ phải nghĩ.
Em học khóa 88. Em học khóa lúc 88, top 4 giờ đêm ạ, ở kinh chứ. Là em sẽ là người ra đi bài sau nhá. Sao hôm nào hát bài đấy trời, vừa vào sau và em sẽ là người ra đi rồi. Thiết kế năm 2 á, bạn sinh năm bao nhiêu? Mình năm 4 ấy, thiết kế đồ họa hay thời trang? Cần khuôn không một mình, cần biến mất vô hình, cần lắm giấc ngủ yên mình. Người đã xa ta rồi, người bước đi qua vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối. Người để lại nhớ nụ cười hờ hững, bỏ lại một người ở sau lưng. Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nó quay ngược thời gian. Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vẫn vơ, gửi đã chẳng vỡ hứa. Trong lòng cố gắng nuôi hy vọng, cố gắng cho sau một niềm đau. Càng tranh để nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu. Miếng gương cười lòng đau gắng chẳng lâu. Hát bài tự nhiên buồn luôn á, nhưng mà không biết hát làm nào. Sáng dậy hát là một cái gì đó rất thảm họa tổng quá. Bình thường hát thảm họa rồi sáng dậy còn kinh khủng hơn. Cơn lắm mơ bên thềm làm ướt đôi môi mềm, ngày qua khô héo đêm mới đến. Cơn lắm trên không trời giọt nắng nói đôi lời sưởi ấm bông tôi dã rời. Cần lắm đôi tay gầy chặn khẽ nước mắt này, chờ che trong bao nhiêu năm cháy. Cần một người yêu, cần một người yêu, cần một người siêu bước khó liều. Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nó quay ngược thời gian. Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vẫn vương, gửi để chờ vào hư vô. Có quên trong lòng cố gắng nuôi hy vọng, cố gắng cho sau ngực. Khóa học này dành cho người phải biết lắng nghe là sao. Sao chị Lô cứ nói đúng thế? Đặt tên cho Lô là Phán Toàn Sai. Sắp đi chơi một ngày, chúng ta tạm thời nghỉ cho nhau nhé lớp trưởng. Hai đứa hâm buổi đêm mà còn tự sướng tinh thần cho nhau mệt mỏi vậy. Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ có thể đâu quay ngược thời gian. Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vẫn vương, gửi đến chờ. Trong lòng cố gắng nuôi hy vọng, cố gắng cho sau một niềm đau. Càng tranh né nỗi đau càng khắc sâu. Chào nên học sinh phải biết luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu. Tới đây chị
lô sang dùng ba sổ được giao lưu hay dùng được. Biết đâu chuyện Phong ơi Phong, tối nay tâm sau lúc 10 giờ còn nhu sau lúc 11 giờ đấy. Cắm chốt đi. Sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Nay lên sớm ngồi xem sau để xem mọi người được nhiều không. Xem mọi người đã, cuộc đua đã chạy đến đâu rồi mà mình vẫn còn ở dưới vạch xuất phát thế này. Cảm thấy mệt mỏi. Chào Trường Giang hay Giang Trường gì đó. Yên tâm, tâm hôm nay mọi người mới lên. Hôm qua Phong có xem dâu Lan Linh không? Chị Lan Linh ấy. Nhu không xem nhưng mà Nhu cũng chả để ý đó. Hôm nay không thấy chị sâu chắc hôm qua nhiều rồi. Bình thường chị ấy sâu cũng trăng phết mà. Trăng ngoài trời. Ai có sâu á? Chưa thấy đăng ký link. Người chiều hờ sương sương trên cao. Yên tâm là hôm nay, tối nay tâm sẽ gấp tầm 4-5 lần cái chỗ nhận đấy. Chỉ không khi thật đau. Hay thế tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Cả anh Minh nữa. Lúc anh trao cho em phong thư nói anh yêu em nhiều. Và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Điều gì đó trong lòng em nhỏ lắm trong mỗi nghi lệ rơi. Chứ trong tim em không hề mong anh quay về. Vì sáng yêu anh là hạnh phúc khi anh cười. Một người tốt hơn em. Về đi sáng dậy này không khó hát được bài lắm nhưng mà hết bài này tôi sẽ bật để hát được câu nào để hát nhá. Sáng ra khó hát cao lắm. Cơn mưa tanh cà phê mỗi ngày và chiều hoa sương rồng trên cao là thứ anh chẳng lo rất nhiều. Cười nhiều hơn khi anh buồn. Chỉ khóc khi thật đau. Hãy thấy tôi dành tất cả cho người tôi yêu. Phong yêu cầu bài gì đấy? Sao như có thấy Phong yêu cầu bài gì đâu? Chào chim đáng yêu. Ơi gọi gì cứ nói đi. Phong muốn chết rồi. À em sẽ lên người ra đi nhá. Rồi ok, sẽ có hai bài đấy. Khổ sáng ra bắt mình hát toàn bài khó hát à. Vì sớm yêu anh là hạnh phúc khi anh cười. Cùng một người tốt hơn em. Điều gì đó trong lòng em nhớ đậm trong khóe mi lệ.
trong tim em không hề mong anh quay về. Và ngày hôm nay đây, em còn chúc cho anh ơi, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Tiếng gọi hồn vong là gì? Lần trước Phong có đổi tên là thành cái gì cơ mà sao lại thành Phong trên đó chiếc đồ này. Nghe tên này nó không phong thủy lắm. Trời ơi. Yên tâm, tối nay Nhu sẽ hát nhập tâm giả vờ kiểu tâm trạng lắm. Nhưng bây giờ thì không hát được, cứ hát linh tinh thôi. Sáng người ta có hát mới đâu, toàn ngồi hát linh tinh. Sao lại là quá khứ? Hình như trước có một lần đổi lên thành Phong của Nhu ấy là cái gì cơ mà. Ông nhắc đổi cái gì dùng nhưng mình không nhớ lắm đâu. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn nồng ấm bên ai hôm nào. Còn đâu mà ở ngoài đèn trai của Nhu Nhu, người ta không nhớ lắm, chỉ nhớ cái gì của Nhu Nhu ấy. Bao đêm em mơ về ngày mai, thầm ước chôn kín bên người. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều một mình em, vì tìm em trao anh dần tròn hết con tim yêu. Mà sao anh lại gian dối hỡi người. Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh hôm nào. Quần tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói lỡ hết yêu em rồi. Ta đau một lần đó còn ăn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ xa xôi tin em với người. Kể vai em mà tin anh khắc ghi bóng hình anh. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường. Lẽ chẳng em bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh. Em sẽ là người xa đi. Sao mà thất tình? Thôi đằng nào cũng thức thì thức nốt đến 5 giờ rồi ngủ cũng được. Ngủ sớm vài phút không có ý nghĩa gì đâu. Không ngủ đâu. Yêu nhau cho nhau từng nụ hôn đều ấm bên ai hôm nào. Còn đâu quá giống yêu nhưng nay ai nào ngờ. Trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Bao đêm em mơ về ngày mai. Chờ gạ là mai rồi, phải có rủ dê thôi chưa gạ đâu. Ngày xưa anh nói yêu thật nhiều mỗi mình em. Vì tim em trao anh dần tròn hết con tim yêu. Mà sao anh đành gian dối hai người. Thời gian không thể xóa đi tiếng yêu anh không đau. Quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng anh. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi. Ta đau một lần đâu còn hết mắc nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ xa xôi tim em với người. Kể vai em mà tin anh khắc ghi bóng hình anh. Vì sao anh lại muốn chọn cả con đường. Để chẳng hẹn bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh. Như sẽ là người ra đi. Phong nghe quen quen đâu không? Thôi đừng nói thế, mệt lắm, đừng nói thế. Không yêu đừng nói lời cay đắng ở đây. Mình thì có xe đạp, người ta có ô tô. Người ta ô tô mình có hẳn máy bay, phải sợ nhở. Mua hẳn cái máy bay bằng nhựa về mà chơi.
bây giờ có cái máy bay mà điều khiển ấy, mình ấn ấn chỉ cần đứng một chỗ ấn ấn nút thôi là bay bay lên luôn á. Ô tô là gì, mua hẳn máy bay tên lửa mà chơi. Dù ở lại mà Thả Thính hỏi Phong xem Nhu có giờ Thả Thính không, không bao giờ Thả Thính luôn. Thích thì Thả Thính lâu rồi nhưng mà không thả thôi. Như có đánh bả đâu, tự dính đấy chứ. Không thả bả Thả Thính nhưng mà cứ tự dính thì phải chịu chứ. Em chưa ngủ em đang sâu mà. Nhìn vào hư không, ngỡ vô định vào xa xăm. Thở dài tiếng nuối, biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhớ đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi. Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Đoạn ấy nhạc chậm hát mệt vậy. Ông đã biết cơn hoa lấy mật, biết đời nắng sưởi ấm mỗi ngày. Em sợ không trẻ con như trước, sẽ không để lặng nhau dù mất vỡ. Nếu quá khứ có trở lại, hứa anh sẽ chẳng còn sự khờ dại. Từ lúc biết Nhun, sống ra Nhun 4 giờ thật sáng rất là khó. Mấy tuần trước thì toàn sâu 5 giờ, tuần này thì toàn 4 giờ. Tuần sau không biết là mấy giờ. Nói chung là Nhu chỉ hay sâu từ 4 đến 6 giờ. Và nhiều nhất vẫn là 4, 5 giờ. Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch chịu đựng vì yêu ấy không trải qua. Người yêu dỗi ở nơi trên ngốc là quan tâm đến ta. Chẳng nghĩ sao hai đứa có xa dần. Không, từ lúc anh Khang làm quản lý Nhu chưa thấy Nhu bị sâu thế. Hôm trước có lần 3 hôm liền sâu thế, 3 hôm liền luôn. Trời ơi. Ông đã biết cơn hoa lấy mà. Một hộ vệ mẫu bị chấn thương vẫn có nên bị gỡ. Thì nhìn bóng đá ở đây rồi. Nếu quá khứ có trở lại, hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại. Và sẽ yêu anh em đến vững chãi. Giờ thôi cứ sống trên đây mặt hồ yên đàn. Có những nỗi nhớ lần đàn, chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn. Trái tim em bây giờ chẳng sai đi trong lòng lại trôi vơi vì anh chính là cả cuộc đời. Nhớ phút ngắm lúc môi anh thì thầm gọi nên bay về thắm tiếng mong từ xa. Có những cảm giác trong anh chẳng thể nhưng không ta đã kết thúc. Chẳng thể nói ra lời thật lòng muốn mang đi. Nói câu em xin lỗi. Muốn xoay quá khứ chấp nhận vui bao nhớ thương. Dù ngỡ đang không chỉ vì anh. Hát nốt bài này là xong rồi đấy. Nhưng sau từ lúc em sâu lúc 11 giờ sau đến 12 giờ xong rồi em đi ngủ. Ngủ đến 4 giờ đã sâu tiếp. 4 giờ sâu đến
5 giờ dậy ngủ, ngủ đến 7 giờ lại dậy đi chợ. Hết ngày Noel chỉ có ở nhà đi chợ và ăn thôi. Hôm nay không đăng ký làm để ở nhà nghỉ ngơi một hôm, mấy hôm mệt quá. Hôm qua làm gần như là 24 tiếng luôn. Muốn sập nguồn. Grab nghe chơi em. Bật không có thêm một ai nữa nhá. Sướng gì. Bạn của Nhu còn toàn lúc Nhu đi làm thì mọi người toàn ở trong chăn ngủ rồi ấy. Bạn bè của Nhu ấy. Thì sướng là mình khổ quen rồi, mình sướng nhưng không chịu được. Phòng thấy Nhu khóc vì Nhu có chắc. Đang đáp chăn bố giờ phải dậy nghe chăn tấn âm nhạc á. Cái này khổ hơn tôi không? Ơ, em tưởng là xem điện thoại. Điện thoại thì có thể trốn chăn xong rồi để bên cạnh xem mà. Giờ đây rất đầy nữa. Hello, Nhu sau lúc 4 giờ. Nhu chào anh. Yeah. Phong xem bằng máy tính hay là bằng lap? Nhu đang sâu bằng lap này. Oh oh. Bàn tay ôm em đã siết chặt với oh oh. Lần tôi qua bơi rồi phải quay mặt đi. Vì người đó là oh. Bằng máy tính à? Tưởng bằng laptop thì để luôn ở trên đầu nằm xem. Bằng máy tính thì lại dậy thật. Chỉ cần một tình yêu. Đôi mắt Nhu đã mỏi vì những giai điệu Nhu từng feel. Tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân. Bờ vai anh là điểm tựa những khi Nhu mất thăng bằng. Lát thì đỡ phải dậy ấy. Hiểu, nằm đắp chăn hơn để lát bên cạnh nằm xem. Sang chảnh, tranh xả. Chào cầu vồng. Để Nhu vô chào xem thế nào rồi đi ngủ. Ngủ làm gì ghi lại bài thức à má. Để Nhu trên đầu thì xem sao được. Sao không xem được? Để có nghĩa là anh nằm bên cạnh ấy, sao anh để cái laptop ở bên cạnh giường ấy. Nằm xem thôi. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Vừa ngủ vừa hát đi em á. Sài Gòn đêm mưa, muốn nhắn cho Phong vài lời về liên quan lên anh. Mình chỉ hát được từ anh thôi, ghép từ Phong vào nó cứ bị lận lận đấy. Vâng, nhưng em không thể tìm thấy em đang trong tay người ấy. Đi trên đoạn đường về nhiều lần cãi vã. Chúng mình không phải của nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Vì nó thương animal. Chào ý vợ thật rồi nhá. Tối rảnh 2-3 giờ rảnh thì vào đón Noel với Nhu nhá. À, Noel mặc cái áo này hợp này, bây giờ mới để ý. Tối nay mặc cái áo này đang thêm cái bờm tuần lộc nữa.
À, để lát ra xem một cái bơm nào đẹp đẹp không để tôi đeo cho là đúng không hỉ Noel. Nhung thì cái gì trường hợp á? Tháng này bị phạt mất hết mất hai cái vương miện rồi. Trời ơi khổ quá mà. Tháng này bị phạt nhiều rồi đấy. Khổ mà. Những ngày mưa nhưng mà tôi được, anh không cần thêm một ai nữa. Tối nay cắm vào điện thoại. À, đi chơi với người yêu hả? Chết cuộc tình còn đau hơn giết chính mình. Noel, cậu muốn nghe bài này đúng không? Đây, vừa thấy gợi ý xong. Noel phải nghe bài này. Đánh cho những FA. Mary chỉnh mệt. Thấy bọn nó đăng lên Facebook ấy, Mary ấy mệt. Cơ hình mệt mới kinh chứ. Bọn hâm. Không, Noel phải ô lơn chứ. Một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên chỗ xanh, ôm tròn lòng một khoảng trời nhỏ bé. Giữa những khát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm lắng nghe một bài ca về tình yêu trang nhã, lang thang một mình. Ôi cái áo của rất ta ti đẹp thế. Nhỏ đẹp rồi đấy. Cái áo này con gái mặc cũng được. Nhìn cả tính. Vậy thì đời tôi forever, forever, forever alone. Buồn của anh thôi, anh bật rồi anh ạ. Chờ mặt trăng đen. Một cuộc tình nữa đến. Được một thời rồi đi. Những vết thương cơ thể cứ to dần làm tôi chẳng tin vào một điều gì là mãi mãi. Chỉ có ở trong phim mà thôi nên. Hải đang ở viện. Bị cảm. Cảm lạnh. Lang thang một mình. Chắc ra viện thì mới vào được. Để chưa hỏi thăm Hải xem tình hình sao rồi. Sáng nay inbox khoe nhu, chị ơi em không hiểu em bị làm sao. Tự nhiên sáng mở mắt ra thì em ở trong viện rồi. Không phải bảo hôm qua bị cảm lạnh. Phong sao thế? Anh Phong làm sao? Ăn vạ gì ở đây? Nhu không thương đâu, Nhu không thương anh đâu. Đừng ăn vạ nữa. Sắp ghét rồi. Forever alone. Vậy thì đành thức forever, forever, forever alone.
bật được một bài nữa. Em có còn chưa anh nhá? Bài có phải là rap mà không? Bật rap nghe cho nó vui nhộn, bật mấy bài kia thất tình nghe. Ôi mẹ ơi, hát xì hơi chứ đừng cúm lại mệt lắm. Lại ốm liên tục tôi sợ quá. Mà rap thì cho mọi người đỡ buồn ngủ. Mọi người tối nay nhớ 2-3 giờ vào chơi với Nhu nhá. Ông nào F3 thì càng phải vào chơi với tôi. Giờ nên hiểu sao đây em khi mình còn gần kề. Ai sẽ nói trước, ai sẽ im lặng, ai sẽ nhường bước, hay chúng ta phải hiểu rằng mọi thứ đã vượt quá xa bên ngoài tầm kiểm soát. Anh hoặc em có lẽ nên dứt khoát, mình không nên làm tổn thương thêm nhau đâu. Không nên một lần nữa chạm vào những nỗi đau. Hãy cứ để màn đêm trôi qua nhanh như vậy, để trong bóng tối đi ngang qua nơi này. Dù chỉ còn nghe thấy nhau qua từng nhịp thở, dù chỉ còn hiểu nhau ngang qua từng nỗi nhớ. Chạm vào nhau tận sâu, tan vào trong hư vô. Dù chỉ để biết, hoặc dẫu có cố gắng, hẳn là nhớ gì đã đổ vỡ. Và dẫu có đi lại qua những lỗi lầm đó, thì đoạn kết vẫn chẳng chỉ là dẫu có câu chuyện buồn. Nơi nào phương bước chân, nơi nào hơi ấm kia, xa bình yên không rời xa. Nơi nào cho ai ta, mỗi lúc thấy nhà đến nhau. Nơi có phố anh sang chiều nát, vào ngày cuối đông từng cơn gió lạnh tim quên màu sẫm mơ. Chật nhịp khoảng cách từ trái tim đến trái tim không thể nào đuổi kịp. Anh và em như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng, chút cảm xúc lắng đọng, những suy nghĩ viển vông lội tạt giữa đêm đông. Làn khói nào du nhẹ nơi cõi lòng, chỉ còn anh nghĩ về em với những hình ảnh đẹp nhất. Giữ lại cho riêng mình những thứ được và mất. Im lặng khi thời gian trôi hững hờ, im lặng khi mình bên những vần thơ, im lặng bên một bài hát tang dở. Để một ngày tình cờ giữa dòng người tấp nập, thấy nhau nơi góc phố, ta có bước lại gần, bỏ qua mọi khoảng cách, mỉm cười hướng về nhau. Không một lời oán trách, liệu còn như lúc đầu. Hãy vô tình bước qua nhau và không thể nói một câu. Giọt nước mắt kia che giấu để rồi bất chợt quay lại mọi thứ như đã từng cũ. Chưa từng bao giờ ta thuộc về nơi nhau. Nơi nào trong bước chân, nơi nào hơi ấm kia, xa bình yên không rời xa. Nơi nào cho hai ta, mỗi lúc tay nhà đến nhau. Nơi có phố anh sang chiều nát, mây ngày cuối đông từng cơn gió lạnh tim quên màu sẫm mơ. Hà Nội lạnh mà anh, nóng gì má. Mặc cái này dậy còn cóng người đấy. Tại vì đang ngủ ấm ấy, mới dậy rồi dậy ra ngoài này, cứ lạnh lạnh. Khi em nhìn đưa bàn tay đã lấy sương rơi về quanh em đêm nay. Chẳng còn hơi ấm khi ta ngồi ngay sát bên nhau. Chẳng còn nước mắt tuôn rơi vì ta sẽ xa. Đúng rồi, em lúc em mới để ý là cái áo này đúng kiểu Noel này, trắng trắng đỏ đấy. Em có mấy cái áo màu đỏ cơ, nhưng mà áo này nó giống Noel nhất bởi vì nó có cả trắng cả đỏ. Mấy cái áo kia chỉ có đỏ không thôi, hoặc là trắng không thôi. Làm gì lạnh đâu, như có 17 độ đang ban đêm á. Mỗi một chỗ khác nhau mà. Đêm ở đây thì chắc khoảng cũng tầm 14-15 độ. Thì mình cũng đã mua được cuốn truyện Gorogoro mới nhất rồi. Để được như vậy thì mình phải chịu bao nhiêu là cực khổ, phải mang về nhà thưởng thức mới được. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha, nhớ hết giờ rồi, mọi người ở lại chơi với Ngọc nhá. Bye bye. Nobita, cậu đang cầm cái gì trên tay vậy?